tốt nghiệp trường uh, sư phạm. Tôi được phân công về giảng dạy ở trường phổ thông nông nghiệp xã Trực Thái. Niên khóa 1962-1963 và 1963-1964. Thì uh, bây giờ là thầy uh, hiệu trưởng là Đảng học trưởng. Sau đó 2 năm thì tiếp đến một uh, 1965 là trường phổ thông nông nghiệp được chuyển sang hệ chính thức là hệ phổ thông gọi là trường phổ thông cấp hai trực thái thì lúc này trường mới thành lập có nhiều khó khăn phòng học thì thiếu phải học ở, ở kho hợp tác xã cơ sở vật chất thiếu thốn thiết bị dạy và học thì càng thiếu cái việc dạy và học là rất khó khăn tuy vậy các thầy các cô với lòng nhiệt tình yêu trẻ đã hết lòng hết sức tận tụy dạy dỗ các em học sinh. Thầy cô thì dạy tốt, các em học tốt. Vẫn bảo đảm chất lượng uh, chỉ số và chất lượng đại trà cũng như chất lượng mà thi hết cấp là lớp 7 phổ thông đó, là đạt kết quả từ khá trở lên. Cũng có những môn mà của các thầy cô là đạt nhất nhì huyện. bây giờ còn huyện Hải Hậu. Niên học 1967 1968 và 1969-1970, 3 năm là 1966-1967, là 67-68 và 69-70 Thì 3 năm ấy thì tôi được phân công làm công tác lãnh đạo của nhà trường Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang thời kỳ ác liệt Có cái chiến dịch mùa xuân năm 68 đấy Nhà trường phải làm mấy nhiệm vụ Nhiệm vụ thứ nhất là giảng dạy học trò Trường phải sơ tán xuống địa phương nơi nào mà không tìm được nhà dân thì phải xây dựng lán trại để cho các em học tập ngoài thì có hầm hào để các em ẩn trú khi có máy bay phải nhà trường phải bảo đảm các em an toàn để các em học tốt và thứ hai là nhà trường phải thường xuyên động viên các em học sinh những em mà đủ tuổi mà đủ sức khỏe đến tuổi mà có sức khỏe cũng như các thầy giáo là động viên là đi lên đường nhập ngũ để đánh giặc chúng tôi hàng năm ấy thì có nhiều những cái đợt như là coi như là tiễn chân học sinh và giáo viên lên đường nhập ngũ. Nhìn đây chúng tôi đã tiễn chân là thầy quyền, rồi thầy kế, thầy khả để cùng với học sinh lên đường. Những buổi mà tiễn chân ấy, rất là trang trọng và lưu luyến. Nhà trường bây giờ là làm một hội đồng hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là dạy trẻ nhiệm vụ thứ hai là dạy bổ túc văn hóa những lớp mà tổ chức những lớp bổ túc văn hóa cho cán bộ địa phương xã rồi là hợp tác xã để các đồng chí có đủ năng lực uh, lãnh đạo phong trào bây giờ tuy nhiên trong thời chiến có nhiều khó khăn nhầm vậy nhưng mà thầy trò vẫn bảo đảm dạy tốt học tốt à, có nhiều học sinh uh, giỏi uh, rồi có thầy dạy giỏi rồi cũng có những thầy là chiến sĩ thi đua nhìn chung là bây giờ là phong trào là cũng duy trì được cái nề nếp kỷ cương của một nhà trường nên là theo đòi cùng với các xã bạn ở huyện sau đó thì một thời gian thì chúng tôi được nghỉ hưu về địa phương Đấy là nghĩ lại đến những cái lúc thời chiến ấy nhà tranh mái lá đơn sơ tường đất nền đất nào ngờ nên danh bên ngoài hầm hố vây quanh Đường hào ngang dọc lập thành vành đai, lớp học rạng sáng ngày mai, máy bay thần sấm ở ngoài bay qua, báo động học trò chạy ra, ngồi hầm chú ẩn Mỹ Đà bó tay. Mũ rơm túi thuốc có đây, thầy trò chuẩn bị Mỹ này phải thua, yên tĩnh lớp học như xưa, trò ngồi chăm chỉ nghe cô giảng bài học hành đỗ đạt thành tài mai sau xây dựng tương lai huy hoàng cái lớp học thời chiến như thế còn nói về người giáo viên thì tôi viết về người thầy như thế này tận tụy bao năm dưới mái trường dạy đàn trẻ nhỏ mấy thân thương thăng trầm gìn giữ tròn nhân phẩm gian kho luyện rèn lớp kỷ cương đào tạo nhân tài xây đất nước luyện tôi trò giỏi tặng quê hương trăm năm sự nghiệp là cao cả sống khỏe sống vui với học đường mấy cái bài thơ mà nói về thời trường ngày xưa còn ngày nay chúng tôi đã được nghỉ hưu thì về địa phương tuy nhiên là cũng chưa hết nhiệm vụ mà vẫn luôn luôn à, sát cánh kề vai với các thầy cô ngoài trường để mà làm nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ chúng tôi đến mái trường ngày nay dưới sự quan tâm của đảng và nhà nước dưới sự lãnh đạo của các thầy hiệu trưởng như thầy trần hùng vĩ thầy nguyễn thành nhương rồi thầy đặng như hội ngày nay nhà trường khác xa với trường thời chiến của chúng tôi ngày xưa nhà tầng này cao ráo sạch sẽ đẹp đẽ khang trang thoáng mát cơ sở vật chất đầy đủ có phòng thí nghiệm có các phòng họp của giáo viên có phòng làm việc của hiệu trưởng hiệu phó học sinh thì có sân chơi có vườn hoa cây cảnh phong cảnh rất là đẹp mắt Vì sao có được như vậy? Cũng nhờ có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và nhất là các thầy lãnh đạo ở trường thì Đội ngũ giáo viên ở nhà trường thì các thầy là chuyên môn đồng đều cho nên là cái có khả năng là dạy tốt cho các em các học trò thì chăm chỉ học tốt vì vậy mà đưa chất lượng đại trà lên tới cấp nhất nhì huyện tỉnh À, nhiều thầy là giáo viên dạy giỏi, à, nhiều thầy là chiến sĩ thi đua và các em học sinh thì có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, đặc biệt năm nay này có uh, học sinh uh, uh, có giải quốc gia. Đấy là một vinh dự lớn cho nhà trường chúng ta. Năm nay nhà trường lại còn được tặng uh, huân chương lao động. Đấy là một cái thành tích hết sức là vĩ đại của trường. Thì tôi rất là tự hào uh, về trường ta và À, chúng tôi luôn luôn là động viên các đồng chí để các đồng chí à, xây dựng à, tiếp tục xây dựng một cái nhà trường à, nề nếp và chất lượng và đạt tới tầm cao của huyện tỉnh hay quốc gia à, về mọi mặt về toàn diện xứng đáng là một cái mái trường mà nhà nước đã tặng danh hiệu tức là trường chuẩn quốc gia để à, nói về sự cố gắng nỗ lực mà hết lòng vì học trò thân yêu của chúng ta tôi có một bài thơ về người thầy ở mái trường xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hòa bình như thế này mấy chục năm qua bên mái trường dạy bao lớp lớp trẻ thân thương đưa đò tới bến lòng thánh thản tiễn khách sang sông dạ vấn vương tâm huyết tháng ngày trên bục giảng say sưa giáo án suốt đêm trường trăm năm sự nghiệp là cao cả chăm sóc vườn ươm tỏa ngát hương nhìn thấy đàn trẻ nhìn thấy các học trò lớp lớp học trò ngày nay tiến bộ và thành đạt nhiều lòng tôi rất vui sướng và tôi có bốn câu tứ tuyệt nói về cảm xúc của mình như thế này bao năm dạy dỗ dưới mái trường mấy chục năm qua bên các em đèn trong giáo án thức thâu đêm nay nhìn bao lớp trò xưa ấy thành đạt lòng mình ấm áp thêm tôi rất vinh dự hôm nay đến trường lòng tôi vui và rất phấn khởi